Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay ạ. Thì chiều nay sạn anh em sạn vào Long Hộ nè cô chú anh chị ơi. Dạ, Hải Mi 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải Mi 14 chiều nay nha. Thì chiều nay sạn vào Long Hộ cậu năm mà cô chú anh chị ơi. Rồi, vào lau mẫu đi mấy chị ơi. Rồi, dựng máy xuống đàng hoàng, lau mẫu. Tốt. Ông Ngọc kìa, em đưa ông Ngọc rồi kìa. Trời, trời đang quay clip. Đấy đi, mình đâu có gì đâu à, trời ơi. Đưa tiền xăng mà. Chị đưa em, đưa cho Ngọc rồi. Tiền xăng mà nhận gì. Đâu ra đó mình đưa lên nhất cho cô Tư thấy. Đúng rồi. Cho cô Tư có thấy. Tại nãy chị cũng lên nhất cho em mà. Cái gì? 14 nha. Cho cô thấy mà. Chị đưa em, đưa cho Ngọc rồi. Mày phải lấy hai cái. Em tưởng vô đây đưa trong đây thì trời ra ngoài đó kiếm em hỏi nữa. Bà kia đưa bà luôn. Em không có giữ đâu. Em nói nó đưa gì khác rồi, giúp nó đi đưa rồi. Hải đưa lại gác. Không chăm không? Rồi, em không có giữ tiền. Chăm không? Hai chị em không có đứa nào giá cho tiền này nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Có nhiều mà mất công một tí. Ừ, đúng rồi đó. Đưa anh cái đó để em cầm. Chị đưa em, anh vô đưa lại anh Ngọc, không đâu giữ đâu. Không công quá. Wow. Tiền bạc thì cảm ơn. Nói gì à, nói chứ còn đủ tiền bạc là mất công mất lòng. Nè, cho một miếng nè, lao miếng đó hoài. Chị đưa em, chị em chưa có bỏ vô trong bóp luôn á. Chị thấy mà. Em nắm tay em vô kiếm ông Ngọc em đưa luôn. Không mang tiếng mang tay nữa. Nó sợ lắm mà lúc này năm nay năm hết năm tuổi rồi cũng sợ. Hôm nay năm tâm tay nữa. Ông Ngọc tâm tay phải không? Thái thái tế không? Lò thái tế coi chừng thường tiền ta đó chơi. Thái thế nhập đó. Thái thế. Thái tế từng mang quả đó thường thường tiền cho người ta đó. Coi con bóp lại coi 200 ngàn còn đó, ai lớp mắt rồi đó. Cười mà theo nó mà cười đau bụng quá. Năm nay thái tế không? 3 năm tam tay không bằng 1 năm thái tế không? Rồi, coi kiểm lại coi tiền nãy đưa còn không đó. Thấy ngạo mắt thường trong ta nữa đó. Thế sao thấy tế của chú anh chị? Sao thấy tế hả? Anh Ngọc chăm dầu chưa? Còn sao đó cũng bình thường mà. Sau đó mình sẽ cúng theo. Thì xưa nói là 3 năm tâm tay không bằng 1 năm thấy tế. Dạ. Đen hả?
có đó mà, ở dưới đó ơi. Ê, sẵn cho ba kia ba lấy đèn cày luôn. Chị qua, chị qua lấy mấy đàn cày bỏ vô búp sen luôn chị qua. Hôm nay ông sao thế hả? Chị thấy đó đâu à, sao thấy bạch sạch sạch tiền. À, năm loại em sao thấy bạch đó. Sạch tiền. Tiền có đâu sạch. Nói sao thấy bạch là sạch túi đúng không? Nhưng mà năm loại em sao thấy bạch nè, trong túi em đâu có tiền đâu mà em sợ sạch. Thắp nhang cho cậu cô chú. Anh Ngọc bị tam tai hả? Không, họ thấy thế còn được. Cậu bị tam tai với tam nương đâu mới sạch. Sao thấy bạch thì sạch túi hả? Sao cái đô? Sao cái đô thì có tiền đô hả? Không nhưng mà qua rồi dính mấy tháng à, dính mấy tháng Ngọc. Rồi Ngọc ném qua đi đắp nhang cả đi Ngọc làm. Công nhận góc này đẹp ghê mà. À. Góc dưới đây. Rồi đang rửa góc rồi mà hỏi sao. Đó chụp hình là làm hôm nay làm bài bản luôn. Phải không? Rồi chụp lấy cái góc đó làm thành hôm nay quá. Đây anh Long nói lốc góc nó đẹp phải không? Rồi một chút xíu nữa tôi lấy thumbnail tôi làm mà. À. Mấy anh chị bên đây lau đèn châm dầu. À, còn chiều mấy anh em bữa nay chủ nhật hơi đông ha. Chủ nhật thì lúc nào cũng đông á. Tại mấy anh chị lãnh cô chú anh chị không có đưa đón con cái đi học. Nên mấy chị lên trên mộ cậu để chiều cụ lau dọn. Hai chị Hương chị Bích này là ngày nào cũng chạy hơn 30 cây số đúng không? Đúng, 30 cây số. 30 cây số ngày nào cũng lên đây cô chú anh chị lên phụ anh Ngọc với Hải My 14 phụ lau dọn mộ cậu với thắp hương nè cô chú anh chị. Hết thì mai đem vô. Dạ, Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Cũng như bà cô chú anh chị có thương Bùi Hải, cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.